Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi kính mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh Bình Địa Mộc, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Kỷ Hợi sẽ trải qua một tháng có nhiều biến động, hung cát ẩn tàng. Nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình của quý cô bác cụ thể ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Kỷ Hợi cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Lợn cũng là loài động vật thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đại đa số mọi người luôn cho rằng lợn là loài động vật ngốc và hôi hám, nhưng thực ra lợn không hề ngốc và chúng rất thích sạch sẽ. Những người sinh năm Hợi cũng có tính cách trung thành, nếu họ phụ trách đơn vị thì sẽ không bao giờ quên được lãnh đạo của mình, cho dù đã đi theo con đường riêng của mình. Người tuổi Kỷ Hợi phải bình tĩnh và trau dồi các kỹ năng để hài hòa với môi trường xung quanh. Người cầm tinh lợn thường dễ mất tự tin nếu gặp phải thất bại trên con đường làm việc của mình. Đồng thời, họ sẽ quan tâm đến việc người khác đang cười nhạo và coi thường mình. Trên thực tế thì không phải vậy, họ sẽ cố chấp làm theo cách của bản thân mình đề ra nhằm củng cố tâm lý của bản thân. Bằng tính tự ái mà biến những bước lùi nhỏ thành thất bại lớn, bản mệnh nên cố gắng bình tĩnh giao tiếp với đồng nghiệp và không nên nghĩ rằng người khác đang cười nhạo mình. Hãy chuyển đổi loại tâm lý này chỉ bằng cách giúp đỡ bản thân, bạn mới có thể vượt qua thất bại thành công. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi sáng có tính tình thường xuyên hay thay đổi, không ổn định, bề ngoài họ luôn tỏ ra dũng cảm, nhưng thực ra lại là người liều lĩnh, không nghe lời khuyên can của người khác. Do đó, mà đường tài lộc của người tuổi này cũng nhiều gập ghềnh, thường là khi gặp khó khăn lại hay lòng vòng về chỗ cũ. Để cải thiện vận số này, bản mệnh chỉ có thể trau dồi khả năng suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, xin lời khuyên của người khác về nhiều mặt và cũng nên làm phong phú thêm khả năng ra quyết định của bạn. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi trưa có tinh thần chiến đấu như lợn rừng. Khi gặp cơ hội thì dũng khí làm cho họ nên họ có thể gặp may mắn, làm ăn phát đạt, nhưng nếu gặp trở ngại thì những người này sẽ dễ nản lòng, chán nản, mất tinh thần chiến đấu. Điều này giống như một con lợn lười biếng, nó sẽ làm cho thành quả ban đầu giảm sút. Vì vậy, làm thế nào để vượt qua giai đoạn này trở nên vô cùng quan trọng. Người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm đến những người có kinh nghiệm và chuyên môn để xin lời khuyên và hướng giải quyết. Những người đàn ông tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi trưa cũng là người nhiệt huyết và yêu gia đình, cũng giống như tính cách dữ dội và phóng khoáng, họ có đam mê công việc và cả tình yêu. Phụ nữ sinh giờ này sôi nổi và hóm hỉnh, yêu gia đình và chăm sóc những người khác, những cô gái khá thích hợp để trở thành những bà nội trợ lý tưởng. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào buổi tối có tính tự cao, tự đại, nên tiến hành công việc gì cũng với thái độ ngạo mạn, tự tin thích hợp làm lãnh đạo. Những người có ấn tượng không tốt thì cần điều chỉnh và cải thiện tính cách của mình. Phụ nữ sinh vào buổi tối cũng năng động và thông minh, họ sẽ là một thư ký có giới hạn làm việc lý tưởng và một người nội trợ lý tưởng. Tuy nhiên, đôi khi họ sẽ tự mình lo liệu công việc mà không xảy ra vấn đề gì. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Kỷ Hợi âm lịch, thực thần ghé thăm mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong làm ăn cho con giáp tuổi Hợi. Nhờ thế mà nhiều người ký được hợp đồng lớn, nhất là những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, truyền thông. Thế nhưng,
Thiên Cầu hung tinh dự báo có họa thị phi ghé thăm, khiến con giáp tuổi Kỷ Hợi có chút lao đao. Có những người không thừa nhận thành công mà bạn có, thậm chí họ còn thêu dệt lên những câu chuyện đáng sợ về bạn. Họ cho rằng bạn có được hiện tại là do bạn làm điều ác, điều xấu mà ra. Sức khỏe giảm sút một phần vì bản mệnh lo nghĩ quá nhiều với những rắc rối đang xảy ra trong cuộc sống của mình tại thời điểm hiện tại. Hãy giữ cho mình sự bình tâm với mọi sóng gió, với những việc mình không làm thì đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ, đối diện. Thực ra nhìn đi, nhìn lại bạn cũng còn may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình, vì thế đừng tiêu cực quá nhé. Ngũ hành tương sinh tốt cho các mối quan hệ gần gũi với bạn, ví dụ như bạn có người thương chăm sóc và thấu hiểu. Bên cạnh đó, khi sóng gió xảy ra, họ vẫn ở bên để bảo vệ che chở cho bạn. Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực này để nhận ra rằng ai mới là người thực sự tốt với ta. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, trước khi đạt được kết quả như ý, con giáp tuổi Kỷ Hợi cũng phải đối mặt với một chút trở ngại, nhưng hoàn cảnh dù có thế nào cũng không quan trọng bằng cách bạn đối mặt với nó, do đó hãy bình tĩnh. Người làm công ăn lương có thể sẽ phải đối đầu với những thay đổi khi bạn cố thoát ra khỏi vùng an toàn hiện tại. Đó là lúc bạn thể hiện năng lực của mình, một số đồng nghiệp có thể không thích cách bạn thể hiện nếu trong vai trò là lãnh đạo. Tuổi Kỷ Hợi nên dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu đồng nghiệp, cũng như cấp dưới của mình để đưa ra cách quản lý tối ưu nhất. Tương hại nhắc nhở cho tuổi Kỷ Hợi nhớ rằng, việc gì của mình thì hãy cứ tập trung, đừng quan tâm tới lời ong tiếng ve ngoài kia. Nếu cứ phải tập trung chú ý vào người khác khiến bạn kiệt sức, việc này không đáng một chút nào. Về mặt tài lộc, tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 năm 2023 âm lịch cho thấy tiền bạc đang về khá nhiều đó, như là cách bạn trả lời cho những nỗ lực của bạn trong thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ vừa qua. Tháng này, lục bạch bay về phương Đông Bắc, dự báo tuổi Kỷ Hợi dễ có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại. Bản mệnh cũng đừng muộn phiền với những gì đang xảy ra, rồi dùng tiền mua sắm để thỏa mãn cảm xúc, bù đắp cho khoảng trống trong lòng mình. Thế nhưng bạn làm việc không hẳn là vì tiền, bạn chăm chỉ để có được cảm giác thoải mái, hài lòng khi theo đuổi đam mê của mình. Đối với bạn bận mà vui, còn hơn nhàn rỗi mà thấy bản thân vô dụng, vậy nên khi công việc kết thúc, bạn cảm thấy buồn vì chưa có mục tiêu mới. Trong khi đó lại nghe thêm những thông tin xì xào xung quanh số tiền mà bạn kiếm được, hơn nữa lúc này bạn có tiền cũng là lúc nhiều kẻ xấu tìm tới để vay mượn. Do đó, bạn cũng cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Trong tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Kỷ Hợi đang được đặt trong điều kiện thuận lợi, nhưng bản mệnh không đủ tỉnh táo nhận ra. Có những người xa lạ ghét và thù địch với bạn, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc những người thân cận luôn tin yêu bạn hết lòng. Nguyệt lệnh bệnh khiến đầu óc của bạn không thực sự sáng suốt, thế nên bạn không tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến vấn đề tình cảm, hay giận hờn khi có điều gì đó không thỏa mãn được mong muốn của mình. Thế nhưng, bạn không nhìn thấy được mặt tích cực là người ấy rất ủng hộ, hỗ trợ bạn những việc nho nhỏ, hãy trân trọng đối phương. Nếu không một ngày nào đó khi họ không còn ở bên bạn nữa, bạn sẽ hối hận vì đã không yêu thương họ một cách trọn vẹn nhất. Về mặt sức khỏe, Thiên Nguyệt hung tinh xuất hiện, gây ra những phiền muộn không đáng có trong cuộc sống của con giáp tuổi Kỷ Hợi. Thời gian này có quá nhiều stress sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh trong tháng này, nhất là những ai đang chữa bệnh. Do đó, bạn nên hiểu rõ tình hình sức khỏe để tìm cách bỏ bớt các áp lực cuộc sống của mình. Bạn cần nhớ rằng, chỉ cần có sức khỏe thôi là bạn có thể thực hiện đam mê của mình. Còn ngược lại, nếu cứ tình hình hiện tại còn tiếp diễn, thì không đủ giúp bạn tỉnh táo trong các quyết định quan trọng. Nếu cần hãy cho mình một không gian riêng tư để trò chuyện và thấu hiểu chính mình, hãy cho chính bạn thời gian để lắng nghe những tiếng lòng của bản thân. Thời điểm này, chạy bộ chậm là cách luyện tập tốt nhất, tăng cường sức khỏe và vừa có thể giải tỏa bạn khỏi những căng thẳng trong cuộc sống. Đó là cơ hội để bạn được hòa mình với thiên nhiên, không còn phải ở mãi trong phòng kín để làm việc. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm năng vượng vận của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này, được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn. Nhiều cát tinh vây chiếu cho thấy dù làm nghề gì đi nữa bạn cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng, tiền lãi dư giả. Tuần này,
bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất thời, hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tốt đẹp, vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, nên nhiều công việc lớn được giải quyết nhanh chóng, hai người cũng là nguồn động lực lớn lao cổ vũ nhau cùng tiến về phía trước. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 25, 61, 80. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn may mắn, cát tinh nâng đỡ khiến cho công việc nào bạn xử lý cũng hanh thông, thuận lợi bất ngờ, bạn còn học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản thân. Tình hình tài chính có những bước phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần. Người làm kinh tế có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình, nhiều người còn nhận ra con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với khả năng của mình. Với những người có gia đình, bạn rất tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Vì thế, trong những việc trọng đại bạn luôn trao đổi, bàn bạc với đối phương trước tiên, nhờ vợ chồng đồng lòng mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, đỏ, con số phát tài, 42, 57, 81. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Đầu tuần, người tuổi Kỷ Hợi nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, con giáp này có thể nhận được sự phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định vị thế. Hãy nhanh chóng nắm bắt bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi trong tuần này, những kế hoạch bạn đặt ra đang có bước phát triển như dự kiến. Bản mệnh có thể không cần quá vất vả mà vẫn nhận được tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, sao thiên cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Nếu có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc may mắn, nâu, trắng, con số phát tài, 51, 67, 83. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi nhìn chung phát triển khá thuận lợi trong tuần này, bản mệnh có thể tự hoàn thành được công việc được giao và chứng minh được khả năng của mình. Người làm ăn kinh doanh chấp được thời cơ và thời điểm cuối tuần nên dễ dàng kiếm về một khoản tiền dư giả. Đây chính là một khoản vốn dư giả để bạn tiếp tục đầu tư vào những dự án triển vọng trong tương lai, giúp tiền đẻ ra tiền. Cát tinh tử vi mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không suôn sẻ như mong muốn của bản mệnh, dường như nửa kia vẫn chưa thực sự thấu hiểu bạn. Song đừng vì thế mà buồn lòng, hai người chỉ cần thêm thời gian để trò chuyện với nhau mà thôi, hãy ở bên và lắng nghe, trao đổi với nhau nhiều hơn nhé. Quý nhân, Thân, Dần, tiểu nhân, Sửu, Tỵ, màu sắc may mắn, cam, tím, con số phát tài, 34, 57, 81. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 1. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này có tài, có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm. Người sinh tháng 1 chăm làm điều thiện, tích phúc đức cho con cháu, nên có nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 2. Người sinh vào tháng 2 âm lịch được ưu ái bởi số mệnh cả đời hưởng phúc, sống cảnh giàu sang, sức khỏe của những người cầm tinh con lợn không có gì đáng ngại, ít mắc bệnh vặt. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 4. Người sinh tháng 4 âm lịch biết trước, biết sau, thấu đáo tinh tế trong mọi chuyện, lại được thêm quý nhân phù trợ nên bản mệnh có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 6. Người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa, nhưng lại đa sầu, đa cảm nên dễ bỏ mất cơ hội. Người tuổi này quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 9. Tuổi Kỷ Hợi sinh vào tháng 9 ưa cuộc sống an bình ít thăng trầm,
sóng gió, số phận của bản mệnh được ưu ái nhiều vận may, không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo, gạo tiền. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 11. Đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống. Vận mệnh của người Kỷ Hợi sinh tháng 11 âm lịch rất ít gặp phải gian nan, trắc trở, mưu sự dễ thành. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.